sao vậy? Giờ chị chủ phản bón hai chiêm, chị chủ hai chiêm nghe cái này có phản bón đấy. Ba đã nhưng mà mơ đi mất. Còn mình cho tao nữa. Ba. Dạ. Đã nhưng mà mơ đi mất. Dạ. Còn anh chọc cho tao hộp lớn. Đây nó. Hộp nó ngó. Dạ. Nghe lý chi em con ấy. Dạ, dạ nghe ạ. Mơ mời mình. Dạ, ta nên làm mà mới nè. Dạ. Oh, this is the pork here. Street food. Very yummy. Đói con có lo đỏ han và chủ hầu. Tạ tặng cho cả cho người bỏ tiền đó ngay giờ mình đã lên chìm rồi. Có khối giam nhưng tạ tặng cho cả cả bán. Các bạn lồi. Tôi nhắc cho mắc khổ việc mọi đầy hơi trôi. Ô giờ mà lại bắt được. Cơm tê hả Tư? Dạ. Cơm tê hả? Dạ. Nằm tê cho ra hơn. Ôi, mình chạy ra sổ luôn đây nè. Cái là lưới. Ôi, là ai rồi? ตั้งเดือนเช้าหมอแค่ตั้งเดือนเช้าใช่ไหม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 ตั้งเดือนเช้าใช่ไ
Liên ngày ra chợ anh em lại ngồi lên. Chọn thang nhân ta. Chọn quạt với ta cũng nói thôi. Lối nhá. Bao. Là may là sắp kịp lo. Quạt lo khâu quạt đóng. Đây thôi. Thôi nước mang khổ về trên tới rồi nhá. Bạn tên không? Bạn bạn.
this is afternoon snack. No, no. Wow, looks yummy. Very nice. Yummy? Yeah, it's yummy. Mà ôn à, ném này. Ôn. Mà giấy đã sao, nằm mất đòn này giấy. Cái nào kia? Anh đây. Nè. This is luck pork. Yeah. Có bạn nào mà miên bị giam của bông thì bông ơi. Đâu rồi? Bàn sạp năm này. Ừ, giờ năm lên nó khan phát nhuôi đó. Giờ lo đó mà đọc. Mà đọc đẹp con. Ừ, đẹp con. Đâu ra nhanh này? Đang này. Wow, cái này liệu. Đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Cầm tí kia ôn cầm nè. That's very good. Nè, ôn nắm chứ hãy. Nè, chứng anh ạ. Ủa, ổng tích gì tặng tích vậy? Ừ, chọc. Thì cái đá xuống đó rồi. Ôi, trời ơi. Mau, nó bơm mà. Chịt quá kìa. This is a traditional wine. It's mixed with some herb. Ah, oh, very nice. Very good. Khan chẳng dù này vô dưới vậy. Tăng vì mình là hàng mình ấy mà khan nó ngon. Không nằm nằm cho hiện liệt mà. Mày hả? Hả? Đây. Đi để. Kìa. Khởi toan vô đi mấy. Thế là khởi toan đấy, chẳng hạn nha. Quái thoát tranh hòn ngay cơ họ hỏi tất luôn. Hòn ngay món. Chẳng hạn như này. Bật thấy chứ. Trời kẹp. Ê, đang kẹp. Mày hô. Dạ. Mà những lùa nướng là chưa ngon này nhỉ. Very good. Yummy. What is this? Roasted frog. Frog leg. Wow. Very good. Yummy? Yeah. Bones. Oh, bone. Can you eat bone? No, no. Why? You have a good tea? Yeah, yeah. Well, okay. Okay. Thanks so much. Wow, very nice. Anh ấy ăn cam hăng này. Oh, grilled frog looks so, so yummy. And this is a grilled buffalo meat. And this is pickled radish. And
This is the pickle cucumber. Very nice. Wow, this is a very good. Some wine. You want to taste it? No. This is perfect wine. Even a bee like this wine. Buffalo. Yeah. Tastes so good. Oh, tastes so good? Very nice. This is a frog.